Chào anh em nhé Trong cái buổi sáng nay thì mình sẽ cập nhật về xu của Bitcoin một chút với anh em nhé Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì hiện tại thì Bitcoin đang giao dịch ở cái nền giá là 64.200 đô Thì trong cái thời điểm này thì chúng ta đã nhìn thấy một cái đà hồi phục của thị trường cũng Chúng ta đã nhìn thấy một cái đà hồi phục của Bitcoin rất tốt Sau khi Bitcoin đã rơi về cái vùng giá thấp nhất là khoảng 49.000 đô Thì chúng ta có một cái đà hồi phục của Bitcoin lên cái vùng về bên trên là vùng 64 000 đô. Thì cái thời điểm này thì có một số anh em hỏi mình rằng là anh ơi nếu cái thời điểm này thì em có nên cắt áo ra hoặc là em có nên chốt ra USD hay không? Thì theo cá nhân của mình thì về cái xu hướng nếu mà chúng ta nhìn về cái xu hướng trung hạn thì nền được tăng của Bitcoin vẫn rất tốt. Đó và chiếu xuống của trung hạn thì chúng ta vẫn có thể kỳ vọng cái việc Bitcoin đạt được những cái cột mốc phía bên trên là vùng 80.000 đô. nó xa hơn nó có thể kỳ vọng là khoảng tầm 90.000 đô đó thì đây là cái xuống của trung hạn thì thực ra nếu mà anh em mà chúng ta đánh xong ngắn thì chúng ta có thể bán bớt ra một phần thì cái đấy là tùy anh em thôi nhưng với mình ấy, thì cái phần hàng mình cầm hay là cái danh mục đầu tư của mình thì mình sẽ không chốt đó thì trong trường hợp thị trường nếu như trường hợp nó có những có những cái viên sắc ao xuống cái đoạn dưới này thì anh em sẽ vào hàng thêm thôi chứ còn thời điểm này nếu mà anh em chốt thì chỉ đánh xong ngắn thôi đó, cái target của mình thì mình nghĩ rằng là trong một tháng tới thì có thể mất một tháng hai tháng hoặc là xa hơn một chút thì Bitcoin nó sẽ vượt qua được cái đỉnh là 70.000 đô và chinh phục những cái nền giá phía bên trên 80.000 đô, 90.000 đô. Nếu như anh em mà có chốt thì đánh ngắn hạn thôi. Còn nếu như mà đánh trung hạn thì vẫn có thể cầm hàng và sẽ chờ cái những cái nhịp tăng, những cái nhịp đẩy giúp mình. Đó thì mình tin rằng là cái con đường để Bitcoin có thể đạt được những cái cột mốc phía bên trên 80.000 đô, 90.000 đô hoặc là gần đây nhất là vùng 70.000 đô thì chúng ta có thể chờ đợi được. Còn trong ngắn hạn thì nhớ cho mình nếu như thị trường có những cái phiên stock out rũ hàng thì đấy là cơ hội để chúng ta có thể vào thêm hàng và chúng ta có thể nhập thêm hàng Như chúng ta cũng không phải sợ hãi trong cái thời điểm này đó năm nay chúng ta cố gắng và tận dụng nha anh em nhé đấy thì trong buổi sáng thì mình tranh thủ mình update thị trường mọi người một chút mọi người có thể follow kênh cũng là tham gia vào telegram ở phần mô tả mọi người nhé đó, video ngày hôm nay của mình cũng sẽ kết thúc đây Bye mọi người